Sài Gòn ơi, ăn gì đây phần cuối? Nào là há cảo phiên bản quán quân Rap Việt mùa 3. 95 hay là cái bánh bà nào 40 là 135. Rồi là trà sữa có trân châu luôn mà chỉ 12 cành. Thêm cả trà dâu Đông Du nước tiếng nữa này. Ai ra tất cả sẽ có trong clip ngày hôm nay nha. Đầu tiên mình sẽ đi ăn nướng trước cho nó sôi thịt một tí. Và mình chọn quán Lò Đất BBQ ở quận 11. Tại bữa thấy team 3TL đến đây ăn trông cứ xuyên xuyên quay quay mê quá cơ. Thế nên là mình và ông anh Lêu Lêu phải dắt díu nhau đi ngay. Chưa biết có ngon hay không nhá, nhưng mà quán đông quá trời đông á mọi người. Cái khu chọn xiên kín hết cả người. Bọn mình phải đợi khoảng chừng là 5 phút thì cũng tranh thủ được vài giây cho anh em mình rảnh rang lựa đồ. Điểm sáng đầu tiên là quán có thịt thà, hải sản, nầm lòng, viên thả lầu, nói chung là gì, món gì cũng có, cực kỳ đa dạng và bắt mắt nhá. Đến đây thì mình ưng cái gì lựa cái đó, nhân viên sẽ tính tiền cho mình luôn tại quầy. Đấy, sau bài 749 pha đảo qua liếc lại thì anh em mình đã thu đủ chiến lợi phẩm rồi, giờ thì nhào vào bàn nướng thôi. Mình chọn làm việc cái em bạch tuộc này trước tại nó to chà bá luôn, trông có vẻ juicy đó. Lật một cái là mọi người sẽ thấy mùi thơm sực lên thơm phức rồi, nay lại còn có em thâu đi cùng cắt dùng cho có chớ. Ôi giời, thế thì còn gì bằng. Mọi người nhìn cái dâu bạch tuộc trông múp míp thế này có thấy mê không? Ở đây thì có ba loại nước chấm là xì dầu mặn ngọt, muối ớt xanh để chấm hải sản và chao, nhưng mà có vẻ mình đều không hợp khẩu vị lắm nên mình sẽ ưu tiên ăn không hơn. Còn về hương vị và cách tẩm ướp thì mình thấy bình thường, không có gì quá đặc biệt. Thực ra chuyến đi này mình cũng có ăn một quán nướng nữa tên là Bò Né Cô Út ở quận 5 ấy, nhưng mà kiểu nướng bên đấy mình ăn cũng không thấy hợp luôn. Chắc là do mình đã càn quét quá nhiều quán nướng ở Hà Nội rồi nên quen cái vị miền Bắc á. Nhìn chung thì quán này ở tầm ăn ổn, giá cả vừa phải, dao động từ 15 đến 25k một xiên và 30 đến 100k các loại thịt hải sản tùy cân nặng. Chén xong một vòng đồ ăn thì mình lại đánh hơi được bàn bên cạnh gọi cái bò hào sốt phô mai hoàng kim gì đó thơm quá trời nên mình cũng đòi ông anh Lêu Lêu gọi cho bằng được. Và ơn rồi, món này hợp miệng mình rồi mọi người ơi. Bò với hàu tưởng chừng không liên quan nhưng mà khi nướng lên thịt bò xém xém thơm thơm quyện với cái ngọt của hàu cực kỳ là bánh cuốn nhá. Set này 149k có đi kèm cả một cốc sốt trúng muối nữa, ăn rất là bùi béo vừa miệng, đem chấm bánh mì thì hết sẩy luôn. À, quán này được cái free Pepsi bài up nên mọi người cứ gọi thoải mái nha. Lúc thanh toán thì mỗi đứa mình tầm 160k gì đó mà no ghê cơ, và mình cũng thấy hài lòng. Mặc dù có thể đồ ăn không hợp khẩu vị của mình hoàn toàn, nhưng mình có nghe mấy bạn trong Sài Gòn bảo là anh chủ của Lò Đất hay đi từ thiện ấy, nên mọi người quý và ăn ủng hộ anh ý nhiều. Thế là thấy ấm lòng sương sương rồi. Giờ tranh thủ đi làm cốc trà dâu Đông Du cho nó nhẹ bụng. Mình gọi một cốc trà dâu tằm, một cốc trà dâu tây đồng giá 20k, ngồi uống chán uống chê về nhà hí hửng khoe cho con bé Vi May thì nó bảo là chị đi phải quán fake rồi. Ôi trời ơi, nghe hung tin xong buồn thật sự đấy. May là cái quán mình uống hương vị cũng khá ổn cơ mà thôi. Để tránh có sự sai sót lần sau thì mình đã liên hệ và hẹn hò các thổ địa Sài Gòn kiêm food reviewer để dẫn mình đi ăn đến nơi đến chốn bù đắp lại mọi người ạ. Đầu tiên là dẫn mình qua há cảo Ngọc Lan vì nghe bảo anh chủ ở đây đọc rap tính tiền bá cháy lắm. Mình có gọi một phần há cảo thập cẩm 70k. Ui chà, miếng nào miếng đấy cũng to béo. Có vẻ là ở Sài Gòn mọi người đều ăn há cảo với rau răm thì phải. Mình thấy cái kiểu kết hợp này khá là lạ. Và nước tương chấm đi kèm vị ngọt nhẹ thơm thơm ăn cùng cũng hợp dơ phết. Phần vỏ mềm còn phần nhân thì đẫm đầy vừa miệng. Nói chung là mình bắt đầu mê mê món này rồi đấy. Bây giờ là đến tiết mục mà anh chị em bọn mình mong chờ nhất nè. Mình làm gì phải mua mình xếp 25 mà 95 hay là cái bánh banana 40 là 135, 135 với hủ vô 10.145. Ai chà, mọi người thấy từ phong thái đến chất giọng rồi follow các kiểu nó có mượt mượt chưa ạ? Nếu mà vẫn thấy chưa đủ cháy thì mình lại cùng mấy đứa em dẫn mọi người đi thẩm quán trà sữa sang chảnh nhất Sài Gòn này. Quán trà sữa Phượng Hoàng nha, có bán trà sữa chỉ 12k, có luôn topping chân châu trong đấy. Và với cái giá này thì không thể mong mỏi trà sữa ngon xuất sắc được rồi, nhưng cũng vị nào ra vị nấy đấy chứ không phải chỉ có vị đường như mấy cái loại trà sữa đóng chai ngoài tạp hóa hay cửa hàng tiện lợi đâu. Tóm lại là đáng tiền đáng thử, còn bây giờ thì phải hẹn gặp lại Sài Gòn trong một dịp khác rồi. Bye bye mọi người và tạm biệt Sài Gòn nha. Đừng quên follow mình và mình đã để link mua đồ ở dưới phần comment nha.